Minh Vy chào mừng quý vị đang đến với bản tin Today Live ngày 13 tháng 1 năm 2020. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay với chủ đề từ nhà ra chợ xin được chuyển đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thị trường ô tô tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên Đán. Phát hiện hai cơ sở kinh doanh thuốc lậu tại thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng tái hiện phiên chợ Tết xưa. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 12 năm 2019 đạt hơn 33.150 xe. Có được sự tăng trưởng đó là nhờ việc các hãng đại lý liên tục đưa ra những chương trình khuyến mại giảm giá, kích cầu tiêu dùng dịp Tết dương lịch và chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán 2020. Trong năm 2020, các chuyên gia dự báo số lượng xe tiêu thụ sẽ tăng đột phá bởi có nhiều chính sách mới sẽ áp dụng với ngành công nghiệp ô tô, giúp cho giá ô tô sản xuất lắp ráp trong nước có cơ hội giảm và dễ tiếp cận đến người tiêu dùng. Hiện chính phủ rất quan tâm đến phát triển ngành công nghiệp ô tô và tìm kiếm các giải pháp để giải quyết hiệu quả. Sắp tới sẽ có một số chính sách kích cầu tiêu dùng, khuyến khích tín dụng để tiêu dùng sản phẩm ô tô, sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến thuế, phí nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách chi phí sản xuất giữa ô tô trong nước và ô tô nhập khẩu. Cũng liên quan đến thị trường ô tô, thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết tới ngày 1 tháng 1 năm 2020, cả nước có hơn 16.600 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, trong đó có trên 2.600 xe chở người và 14.000 xe chở hàng. Cục Đăng kiểm đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước cung cấp số liệu cho Phòng Cảnh sát Giao thông, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Giao thông các tỉnh thành. Đồng thời, các trung tâm đăng kiểm cần chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra, thực hiện kiểm tra liên ngành để kiểm soát trên đường, xử lý các chủ phương tiện vi phạm, tịch thu phương tiện hết niên hạn. Cũng theo Cục Đăng kiểm, hiện cả nước có hơn 3,4 triệu xe cơ giới đường bộ thuộc diện phải đăng kiểm định kỳ. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát vừa phát hiện hai cơ sở kinh doanh thuốc tân dược có dấu hiệu nhập lậu chuyên cung cấp thuốc cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam. Hiện vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra. Hai cơ sở kinh doanh thuốc tân dược nhập lậu vừa bị phát hiện tại quận Tân Bình và quận 10. Kiểm tra cơ sở trên đường Nguyễn Phúc Chu, quận Tân Bình, lực lượng cảnh sát phát hiện hơn 2.000 hộp bao thuốc gồm các sản phẩm thuốc tân dược nhiều chủng loại. Bước đầu, chủ cơ sở này khai nhận đã nhập số thuốc trên để đem bỏ xỉ cho nhiều tiệm thuốc Tây tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Kiểm tra cơ sở trên đường Nguyễn Giảng Thanh, quận 10, lực lượng chức năng phát hiện một lượng gần 5.000 hộp thuốc tân dược nghi nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hai cơ sở đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp lệ liên quan đến số thuốc. Số lượng thuốc tân dược nghi nhập lậu ở hai cơ sở ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Hiện vụ việc tiếp tục đang được mở rộng điều tra. Theo phân tích của công ty chứng khoán SSI, ước tính sản lượng tiêu thụ của ngành thép trong năm 2020 tiếp tục tăng trưởng ở mức thấp từ 5 đến 7%. Nguyên nhân tăng trưởng chậm theo SSI nhận định là do sự trì trệ ở thị trường bất động sản cùng với đầu tư công chậm. Cũng theo đơn vị này, trong năm 2020, tổng công suất thép xây dựng ước tính tăng khoảng 15% và sự gia tăng này đến từ khu liên hợp thép Dung Quất và nhà máy VS Nghi Sơn với công suất lần lượt là 2 triệu tấn và 500.000 tấn. Năm 2019 là một năm khó khăn đối với xuất khẩu thép do sự lan động của xu hướng bảo hộ giữa các quốc gia. Năm 2020, tổng nhu cầu thép thế giới được dự báo tăng trưởng khoảng 1,7%, giảm trên 2% so với năm 2019. Do đó, mặt hàng thép xây dựng trong nước rất có thể sẽ phải chịu biến động mạnh về giá do sức ép cạnh tranh và do cung tăng cầu giảm. The Peak, cơ hội cuối cùng sở hữu tuyệt phẩm Midtown. Tầm nhìn toàn cảnh Sakura Park và dòng sông cảnh quan thiên nhiên. Kiệt tác kiến trúc được kiến tạo từ Phú Mỹ Hưng và những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản. Daiwa House, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry. Một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền, một khu phức hợp 3 chức năng với thế giới tiện ích ngay như cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp dành riêng cho những chủ nhân tôn quý. Phú Mỹ Hưng Midtown, thiên đường cuộc sống. Thưa quý vị, hãng hàng không Việt Nam Vietnam Airlines vừa cho biết sẽ tăng thêm 56 chuyến bay nữa từ thành phố Hồ Chí Minh đi 7 tỉnh thành, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán 2020. Vietnam Airlines cho biết vừa tăng cường 56 chuyến bay trên 7 đường bay nội địa giữa thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Quốc. Tổng số chỗ được tăng cường khoảng 11.000. Các chuyến bay được tăng cường đều được khai thác bằng máy bay A321. Trước đó vào giữa tháng 11/2019, Vietnam Airlines đã công bố cùng với Jetstar Pacific cung ứng tổng cộng 2,23 triệu chỗ, khoảng 12.000 chuyến bay trên toàn mạng nội địa cho Tết Canh Tý.
Thưa quý vị, mới đây hãng thông tấn AFP Pháp đã giới thiệu những hình ảnh về làng hương Quảng Phú Cầu đang tất bật vào vụ Tết Nguyên Đán. Làng Quảng Phú Cầu là một trong những làng hương nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Nhiều gia đình tại đây đã gìn giữ nghề làm hương trong hơn một thế kỷ và coi đó là một công việc vô cùng đáng tự hào. Làng Quảng Phú Cầu nằm ở ngoại ô Hà Nội, mỗi ngày hàng chục lao động vẫn cần mẫn với công việc quen thuộc. Quá trình làm nhang bắt đầu từ việc đưa các ván tre vào một chiếc máy vuốt nhỏ, sau đó những người khác nhúng các bó tre vào các thùng thuốc nhuộm màu đỏ hồng, tạo ra hàng trăm bó tre rực rỡ, được xòe ra như những bó hoa trên đường phố. Sau đó những người phụ nữ sẽ khéo léo cuốn những thanh tre nhỏ với bột nhang thành những sản phẩm hoàn chỉnh và cuối cùng đóng gói đưa ra thị trường. Trên trang tin tức của mình, hãng thông tấn Pháp AFP đã giới thiệu về làng Quảng Phú Cầu vào thời điểm người dân bước vào thời điểm bận rộn trong năm. Khắp nơi trong làng, đâu đâu cũng có màu đỏ rực của chân hương đang phơi nắng, cùng với đó là những người dân đang làm việc hăng say. Doanh số bán tâm hương trước và trong dịp Tết Nguyên Đán luôn tăng mạnh, khi người dân đổ tới chùa thắp hương, đi lễ hay cúng lễ tổ tiên ở nhà. AFP nhận định, nghề làm hương là niềm tự hào của nhiều thế hệ người Việt, nó tượng trưng cho một nền văn hóa lâu đời và là vật không thể thiếu mỗi dịp Tết đến tại các đền chùa của người Việt. Thưa quý vị, tại Bình Định, chuyến đánh bắt cá ngừ cuối năm được đặt hy vọng cao khi phục vụ cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay sản lượng không cao và giá cá ngừ trên thị trường vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 110.000 đồng một ký. Giá cá ngừ đại dương hiện thấp hơn khoảng 30.000 đồng một kg so với những năm trước. Nguyên nhân là do thị trường đầu ra không hút hàng, mức tiêu thụ kém. Trong khi giá bán đạt thấp, sản lượng đánh bắt cá ngừ cho vụ cuối năm cũng ở mức trung bình, đạt trên dưới 1 tấn mỗi tàu. Giá cá ngừ thấp lại cộng thêm chi phí nguyên liệu cao, khiến nhiều chủ tàu lo lắng không có lãi. Nghề đánh bắt cá ngừ đại dương là nghề đánh bắt xa bờ, kéo dài hơn 20 ngày. Do khó khăn, nhiều tàu đã chuyển sang đánh bắt gần bờ, nhưng nghề lưới cạn đánh bắt cá ngừ sọc dừa, cá cờ, cá thu có thu nhập ổn định hơn. Thưa quý vị, phần tin tức xung quanh chủ đề hàng hóa tiêu dùng cũng đã khép lại phần cập nhật tin tức của chúng tôi. Và Today Life sẽ còn mang đến những thông tin hấp dẫn khác ở phần tiêu điểm ngay sau đây. The Peak, cơ hội cuối cùng sở hữu tuyệt phẩm Midtown. Tầm nhìn toàn cảnh Sakura Park và dòng sông cảnh quan thiên nhiên. Kiệt tác kiến trúc được kiến tạo từ Phú Mỹ Hưng và những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản. Daiwa House, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry. Một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền, một khu phức hợp 3 chức năng với thế giới tiện ích ngay như cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp dành riêng cho những chủ nhân tôn quý. Phú Mỹ Hưng Midtown, thiên đường cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, dù còn gần 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng cuối tuần qua, khuôn viên Bảo tàng Đà Nẵng đã ngập tràn không khí Tết Nguyên Đán với việc tái hiện phiên chợ Tết xưa, và không khí này đã đem không khí xuân đến sớm với người dân và du khách tại thành phố biển miền Trung. Cuối tuần qua, khuôn viên Bảo tàng Đà Nẵng nhộn nhịp hơn hẳn với chương trình phiên chợ Tết xưa. Công chúng đến bảo tàng không chỉ để ngắm nhìn những hiện vật, tư liệu văn hóa lịch sử, mà còn được đắm mình trong không gian văn hóa của ngày Tết cổ truyền với đa dạng các mặt hàng nông sản, đặc sản, truyền thống, các trò chơi và các môn nghệ thuật dân gian. Hoạt động này nó rất là bổ ích, vừa phát triển kỹ năng cho các con về nhận thức và về các giá trị văn hóa của dân tộc, giúp cho con mình là nó hiểu được về những truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Ngày xưa ông bà mình làm gì trong những ngày Tết và có những hoạt động gì để vui xuân. Được tổ chức vào dịp cuối tuần, ngay trước thềm Tết Canh Tý, nên chương trình đã thu hút đông đảo các gia đình đưa con em đến vui chơi, trải nghiệm. Các hoạt động như học nặng tò he, tem trầu, viết thư pháp, cho đến trải nghiệm gói bánh chưng, làm mứt Tết, bánh đậu xanh đều mới mẻ và cuốn hút các em nhỏ. Chơi ở đây con cảm thấy là như mình đang quay lại quá khứ để chơi những như các trẻ em ngày xưa. Con cảm thấy không khí ở đây rất là ấm áp và hạnh phúc. Bà con chở con tới đây để chơi những trò chơi dân gian và tham gia những hoạt động như là chơi tò he. Bà con làm bánh thuẫn. Bánh thuẫn con làm xong con có thể được ăn và nó rất là ngon. Phiên chợ Tết là một nét văn hóa độc đáo, đậm dấu ấn truyền thống của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, cùng với nhịp sống hiện đại, những phiên chợ Tết ngày nay đã có nhiều đổi thay, nhiều nét văn hóa đã mai một. Do đó, việc tái hiện không gian Tết xưa như thế này cũng phần nào làm sống lại những ký ức và hoài niệm với nhiều người. Cái không khí mà lại có rất nhiều trẻ thơ làm cho mình rất là thú vị, cho cháu đến đây chơi và đồng thời cũng nhớ lại những kỷ niệm mà mình đã từng có những năm tháng tuổi thơ. Mình cũng sinh ra ở miền Bắc, thế cho nên là cứ thấy đào là mình lại nhớ đến những mùa xuân của miền Bắc. Thì hôm nay mình mua thêm hoa đào nữa để về cắm trong nhà.
The activities are very interesting. Các hoạt động văn hóa được tổ chức rất là thú vị. Tôi rất thích ngắm các chó nhỏ vui chơi hồn nhiên trong không khí này. Và tôi nghĩ việc thành phố Đà Nẵng gìn giữ bảo tồn văn hóa truyền thống cho các thế hệ mai sau là việc làm rất đúng đắn. Đến phiên chợ Tết những ngày cuối năm, nhiều gia đình không chỉ đến để mua sắm mà còn để hòa mình vào khung cảnh đầy màu sắc tươi vui, nhộn nhịp và gửi gắm những ước mong bình an, sung túc cho năm mới. Và trong phần tiếp theo thì Minh Vy sẽ mang đến cho các gia đình những thông tin về bảo hiểm khoản vay tiêu dùng ở công ty tài chính thông qua chuyên mục Góc chia sẻ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. The Peak, cơ hội cuối cùng sở hữu tuyệt phẩm Midtown. Tâm nhìn toàn cảnh Sakura Park và dòng sông cảnh quan thiên nhiên. Kiệt tác kiến trúc được kiến tạo từ Phú Mỹ Hưng và những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản. Daiwa House, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry. Một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền, một khu phức hợp 3 chức năng với thế giới tiện ích ngay như cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp dành riêng cho những chủ nhân tôn quý. Phú Mỹ Hưng Midtown, thiên đường cuộc sống. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh vừa ký kết hợp tác với Easy Credit, thương hiệu cho vay tiêu dùng của công ty tài chính cổ phần điện lực EVN Finance, để bảo hiểm khoản vay tiêu dùng của người dân ở công ty tài chính. Đây được coi là đơn vị bảo hiểm đầu tiên triển khai gói bảo hiểm này. Theo đại diện Bảo Minh, việc triển khai sẽ mang lại lợi ích cho nhiều bên, góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Và cuộc trao đổi ngay sau đây của chúng tôi với ông Trịnh Minh Đức, Giám đốc Ban Phát triển Kinh doanh của Bảo Minh sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về điều này. Thưa ông, thì như chia sẻ của ông thì Bảo Minh là một trong những công ty bảo hiểm đầu tiên hợp tác với công ty tài chính để mà đưa ra cái gói bảo hiểm về khoản vay cho tín dụng cho người tiêu dùng. Như ông cũng biết thì là những cái khoản vay của các đối tượng ở các công ty tài chính thì thường là những cái khoản vay nó có tính rủi ro cao. Vì sao thì Bảo Minh bị quyết định triển khai cái gói bảo hiểm này? Về tín dụng tiêu dùng thì là cái nhu cầu đấy là nhu cầu của thị trường. Và nhà nước mấy năm gần đây là cũng phát triển cái tín dụng tiêu dùng này lên để tránh cho cái việc tín dụng đen. Về kiểm soát rủi ro thì trong rủi ro của vay tín dụng tiêu dùng thì hai rủi ro theo tôi nghĩ là có mấy cái rủi ro chính. Một là rủi ro về vấn đề đạo đức. Đạo đức là sao? Là có thể khách hàng vay tiền và họ không trả nợ, họ lừa đảo, mới là rủi ro đạo đức. Thì vấn đề rủi ro đó thì bên công ty bảo hiểm không bảo hiểm. Và công ty tài chính thì họ sẽ có trách nhiệm, họ thẩm định các khoản vay đó và họ quyết định sẽ cho vay. Còn bên bảo hiểm phối hợp đây là bảo hiểm rủi ro cho bản thân cái người vay. Thì anh chị biết rồi, trong cái quá trình mà họ tiêu dùng là công ty tài chính đã ứng một khoản tài chính để cho họ chi tiêu, và trong quá trình mà làm việc hoạt động của họ, họ sẽ có những cái thu nhập để họ trả nợ hàng tháng hay hàng năm cho công ty tài chính. Thì trong quá trình đấy thì có thể bản thân người vay tiền, vợ hoặc chồng người vay tiền có thể bị xảy ra bị tai nạn ngoài ý muốn, có thể ốm đau bệnh tật bất ngờ, thì gặp đó thì trong trường hợp đó thì người ta không có thu nhập, người ta không có thu nhập ổn định và người ta mất thu nhập thì là có thể là không có khả năng trả nợ, thì đến trở thành nợ xấu. Thì trong trường hợp đó thì Bảo Minh sẽ thay mặt cái người vay tiền đó gặp những rủi ro đó là bồi thường cái dư nợ còn lại cho công ty tài chính, và phần còn lại nếu có thì là người ta bảo hiểm hoặc người thân của họ được hưởng cái khoản lợi đó. Hiện nay thì nhận thức của người tiêu dùng ở Việt Nam đối với bảo hiểm thì vẫn còn thấp, và việc vay ở một cái công ty tài chính thì cái chi phí lãi vay nó cũng đã khá cao rồi, cộng với cái việc mà phải trả thêm một cái chi phí bảo hiểm nữa thì chắc chắn là sẽ làm nhiều người tiêu dùng ngần ngại. Vậy thì các công ty bảo hiểm cũng như là công ty tài chính có lường trước cái khó khăn này hay không, và có cái giải pháp như thế nào để thuyết phục khách hàng ạ? Việc đầu tiên thì là các Bảo Minh và các công ty tài chính khi thị trường quen thì sẽ có những cái chia sẻ, cái giới thiệu đến khách hàng những cái lợi ích, tiện ích của cái gói sản phẩm bảo hiểm này. Thì khi mà đã có tham gia gói bảo hiểm này thì cái hạn mức tín dụng, cái điểm tín dụng và hạn mức tín dụng của tổ chức tài chính có thể cho vay cao hơn và hoặc lãi suất có thể thấp hơn. Đây là cái sự tiện ích mà đây việc đầu tiên là bảo đảm cho cái người được bảo hiểm, người vay tín dụng. Trong trường hợp không có thì là Bảo Minh sẽ thay mặt họ trả tiền. Ngoài ra cái phần còn lại thì họ gia đình và họ sẽ được hưởng. Thì tôi nghĩ là cái tiền đầu ban đầu thì chia sẻ thật là ban đầu cái tỷ lệ thành công, cái tỷ lệ người tham gia bảo hiểm trên hợp đồng cho vay tín dụng những năm đầu rất thấp, có thể 30-40%, nhưng dần nay là còn có những cái công ty tài chính là cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm là đến 70-80-90%. Đấy là khách hàng dần dần trên thị trường họ dần họ hiểu được cái lợi ích của khi mà tham gia bảo hiểm và phối hợp với gói vay tài chính. Dạ vâng, rất cảm ơn ông về những thông tin chia sẻ vừa rồi.
Vâng, chuyên mục Góc chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của bản tin Today Life ngày hôm nay. Hy vọng rằng các gia đình đã có những thông tin thật là bổ ích và thiết thực, và chúc cho quý vị sẽ có một tuần mới gặt hái được thật nhiều thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.